Một con mô hình mà quá nguy hiểm để review. Do tại sao thì anh em cũng đã biết dòm vô cái hộp rồi đó nha. Phụ kiện của em Nami SH này sẽ bao gồm một đế đen và một thân Nami nguyên khối. Lắp ráp xong anh em thấy gì không? Rất là sắc nét luôn, vòng nào ra vòng nấy. Đặc biệt khuôn mặt thì dễ thương, đeo cái tai nghe màu hồng. Nó dịu dàng gì đâu, nhưng mà tính nết của Nami nhắc tới tiền thì thôi rồi luôn. Mang cái đôi giày màu hồng nè, ở dưới là một cái đế đen gọn, anh em có thể tháo ra và đứng nguyên luôn anh em ạ. À, khúc sau lưng mấy anh kiểm duyệt tới tóc thai em một tí nha. Đây chỉ là mô hình đồ chơi thôi. Top 3 mô hình 120 cành đẹp. Top 3 Nami SH 120 cành full box hợp màu luôn, với chiều cao khoảng 15 cm, cực kỳ đẹp anh em nhé. Tiếp theo một em Luffy SH top 2 120 cành luôn anh em ạ. À, con này đứng ok luôn. Một số ông mua về đã trải nghiệm đứng không cần đế, nhưng mà tôi nghĩ con này phải cần đế mới đứng được anh em nhé. Đó là do nhân phẩm anh em ạ. À, nói chung con này đứng cần đế. Phụ kiện sẽ là đầu rời, nón rời rất đẹp, 15 cm. Top 1 của ngày hôm nay chính là Luffy cầm nón. Con này độ hoàn thiện phải nói là ăn đứt hai em kế bên luôn. Không có đế đen, sẽ là đế trong suốt, kịp ngay chân, giữ vững mô hình, cao 18 cm, cao hơn mấy con này luôn. Con này cũng có hợp màu như bao con luôn đó. Và đó chính là top 1 anh em nhé. Ông nào thích thì có thể ủng hộ tôi. Con nào cũng đẹp hết, nhưng mà con đẹp nhất là con chính giữa. Anh em thích có thể ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn anh em nhiều. 200 cành, mô hình chính hãng, học viện anh hùng, miễn phí vận chuyển, có luôn anh em, rất là nhiều nhé. Đầu tiên là phe phản diện sẽ có Tomura Shigaraki. Con này mình có hai con luôn, ý là hai mẫu nhân về nhân vật này. Một dáng bịt mặt như thế này rất là đẹp nha. Tiếp theo là dáng bước đi mà cái áo rách rưới mà đang bay phất phới nè. Con này cũng khá là đẹp, chắc cao khoảng 18 cm nha anh em. Con này cũng đẹp nữa, mang đôi dài khá là hợp lý luôn. Ok, hai con Ochako, một con màu và một con không màu. Ida, con Ida này là to nhất và bự nhất luôn. Chỉ có bị lỗi gãy một chút cái đế thôi nè, nhưng mà tình trạng ok. Cái này là nhân vật gì tôi không biết nữa, tôi quên tên rồi. Là Ochako chiến đấu. Mirio, đây Mirio này đẹp. Mirio này có áo tràng bay đẹp lắm anh em ạ. Kiminari hả, phải không ta, không biết đúng nữa anh em ơi. Đó, tiếp theo đó là Kirishima 199. Đó, ông nào thích ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn anh em.